Là thường họ vào chùa á, xem Đức Phật giống như là một cái vị có cái khả năng ban cho họ điều này điều kia, để rồi họ giáng sinh. Mà họ xin quý vị biết không, họ xin nhiều lắm, họ xin có dần có điệu. Mà xin là phải cho ra xin nghe. Thế sao? Là phải đóng cái vai thật là khổ. Phật ơi con khổ quá, hít hà nữa, xin Phật cầu hộ phù hộ độ trì cho con, hít hà nữa. Phải rên lên. Rên sao mà cho Phật thấy não, não lòng mà Phật cảm, cảm động để cho. Nhưng mà khổ nổi cái bà cái bên, bà nghe bà này rên, cái bà rên theo. Mà bà rên là phải thảm thiết hơn bà này nữa. Con còn khổ hơn, kể lễ ra gia đình con còn khổ hơn bà này. Bà này chỉ khổ con thôi, còn con khổ thêm chồng nữa. Vân vân rồi vân vân. Để làm chi vậy? Để Phật thấy tội hơn cái bà này, cho bà trước. Đại khái vậy, cho bà nhiều hơn. Đi sinh mà, đi sinh thì phải đóng vai cho nó đúng cảnh, phải khổ. Cho nên nếu quý vị không tin, chúng tôi quý vị ra bắt quý vị đứng gần mấy người Phật tử đi chùa coi, họ vừa đốt một bó nhang khói nghi ngút nghe, rồi miệng thì họ hít hà, đó là than, có vẻ như là khổ, rồi mới đầu cầu sinh. Thì hôm nay kính thưa với quý vị, chúng tôi giảng cái bài này là chúng tôi mong rằng chúng ta đến chùa tạo phước hay hơn là chúng ta cầu phước. Đến chùa mà không tạo phước thì uổng lắm. Trước đây mình chưa biết đạo á, một cách rõ ràng á, thông suốt á, thì mình đến chùa mình cầu cái quả lành, mình xin cho mình hưởng quả, cầu cho Phật cho mình cái này cái kia là hưởng quả. Nhưng hôm nay mình biết đạo rồi thì mình đến chùa mình cầu cái gì nè? Cầu nhân lành. Hiểu cái chữ nhân lành không? Mong cho con có điều kiện, có cái duyên nhân lành để con làm phước. Nói điều này thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một cái bài thơ gọi là Ảo Tưởng Thanh Tịnh. Thanh tịnh mà ảo tưởng nữa đó. Có một chàng thanh niên, có một người đến quỳ trước Phật nói những điều này. Một người quỳ trước Phật đài, xin ban sức khỏe đồng thời giàu sang. Lắc đầu Phật dạy nhớ rằng ta nào có phải là thần thánh đâu. Để mà ban phát nghiệp màu cho con sức khỏe sang giàu hỡi con. Nếu con muốn khỏe mạnh luôn, phải chăm rèn luyện đến thân thể mình. Hằng ngày sinh hoạt hợp tình, còn như nếu muốn trở thành giàu sang, phải lo làm việc đàng hoàng, phát tâm bố thí người đang khốn cùng. Người nghèo đói khổ khắp vùng, có gieo nhân tốt mới mong quả lành. Chàng quỳ xin Phật cho mình hoàn thành sự nghiệp công danh rạng ngời. Lắc đầu Phật khẽ mỉm cười, ta nào thần thánh cho đời cầu sinh. Công danh sự nghiệp muốn tìm, con nên tập luyện cho chuyên một nghề. Chỗ này á, ông bà mình nói một câu là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Bây giờ mình muốn thân vinh thì phải chuyên một nghề nào giỏi mới được. Chứ nghề nào cũng biết ba mớ mà không tinh thông thì cũng không được. Mà con yêu thích say mê luyện cho tinh tấn muôn bề giỏi giang, quỳ xin Phật chàng mơ màng, xin ban cho một cô nàng đẹp xinh. Cầu duyên, đến chùa cầu duyên. Một người yêu thật diễm tình, lắc đầu Phật dạy điều lành cho nghe. Mắt phàm con thấy được gì, đều là hư dối có chi thật nào. Tấm thân tứ đại bền đâu, như xương động giọt tan mau đầu cành. Con nên lưu giữ trong mình tâm hồn trong sáng, chân thành tốt tươi, để giao tiếp với mọi người, đó là vẻ đẹp tuyệt vời dài lâu. Rồi con sẽ gặp được mau một người yêu mến tâm đầu cùng con. Hãy yêu vẻ đẹp tâm hồn, vượt xa nhan sắc quý hơn dáng ngoài. Cuối cùng chàng chẳng xin gì, không cầu xin Phật hứa chi cho mình. Chàng quỳ đảnh lễ tâm thành, nguyện cầu tất cả chúng sanh trên đời có duyên với giáo pháp Ngài, khoan dung độ lượng rạng ngời từ bi. Diệt đi hết tham sân si, mở mang trí tuệ, quy y với Ngài.
Sau khi xin Phật xong, Phật trả lời xong thì chàng thanh niên này mới tỉnh ngộ, không xin gì hết. Mà xin là gì? Xin là cho mọi người có duyên với, có duyên với Phật Pháp, để từ đó mà tu, tu hành quy y với Đức, Đức Phật. Như vậy điều thứ nhất mà Đức Phật không thể làm được, đó là nhân quả không thể thay. Thay đây là thay gì quý vị? Thay đổi, đúng rồi. Nghĩa là một người làm ác thì chắc chắn sẽ bị quả khổ. Đức Phật giờ thay đổi cho thành quả vui được không? Không thể thay đổi được. Giống như là khi bạn đâm đầu vào tường thì cái độ cao khối u á, nó tỷ lệ thuận cái độ ngu khối óc. Quý vị đâm đầu vào tường mà đâm càng mạnh, càng ngu là đâm càng mạnh, mà càng mạnh thì càng u. Bây giờ Phật làm Phật đâm đầu, nhưng mà đâm đầu vào tường mà đầu mình không u được không? Không được. Cho nên một cái người mà làm ác suốt cuộc đời, để rồi sắp sửa trả quả, sắp sửa chết đó, vào cầu xin Phật để sanh về cõi lành được không? Được không? Không. Phật không có chủ trương vậy. Đạo Phật chủ trương là nhân nào quả, quả nấy. Làm lành thì có quả lành, làm ác thì có quả quả khổ. Thì Phật dạy như vậy để chúng ta chi vậy? Để chúng ta làm lành. Lánh gì? Lánh ác, đúng rồi. Ai mà muốn bớt khổ thêm vui thì người đó phải tự làm lành. Và Phật dạy rằng là khi mình khổ thì mình biết là do nhân gì? Nhân ác của mình làm đời trước. Đó, đơn giản như vậy. Nghiệp của mình mà, thì mình phải lãnh thôi, không lãnh dùm người khác được. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Cái nghiệp đến với mình mà mình đau khổ mình nhận, cái đau khổ tăng, nó lạ vậy. Còn mà vui vẻ nhận thì cái nghiệp đó nó nhẹ. Ví dụ như mình xin lỗi quý vị nghe, ví dụ cho vui, mình có ông chồng mà ông tệ hơn ông chồng của người khác. Ông chồng người khác thì ta sức phê dậy sớm lo làm ăn kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, chăm lo gia đình hạnh phúc. Lỡ có ông chồng này sáng xỉn chiều say, đi sớm về khuya be bét, rồi về nhà thì hung dữ, ăn hiếp vợ con, la lối sân si chửi mắng sầm. Tối hôm nay về ở nhà, khi ông đi nhậu về, ông gõ cửa, mình mở cửa ra. Thay vì trước đây mở cửa ra mình sân si dữ lắm, thấy cảnh đó mà sao chịu nói, mình phải cũng la ó rồi mình cũng chửi mắng ông. Kỳ này nở nụ cười, dang rộng đôi bàn tay ra: nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả? Được không? Có lý à? Thấy không? Không biết tôi tạo nghiệp gì mà tôi gặp ông. Chứ bây giờ mà mở ra mà chửi ông sùm hết, thì ông mà lỡ mà ông xỉn rồi là ông không làm chủ được, ông đánh cho khổ nữa. Thấy không? Rồi ông nhằn, ông nói: bà sao mà tối ngày cứ nhằn gì này nọ, lâm ra rồi ông sân si nữa. Thôi bây giờ không nữa, bây giờ nở nụ cười nghe. Thay đổi mà. Trước đây thì mình mở cửa ra và thấy ông sai xỉn là bực lắm, đi về trễ bực lắm, là la sùm đó. Chồng con gì, không có lo lắng gì hết trơn à, tôi cưới ông như cưới cục nợ đó, sùm hết. Thì bây giờ khác, tối nay làm thử đi. Mở cửa ra, nở nụ cười, nói một câu cho nó vui: nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó hả? Bé ông vô, vô đây, nhân quả của em vô đây, ngồi xuống để em lấy khăn em lau mặt cho. Nó nhẹ nhàng, vui vẻ nhận. Bây giờ mình phải vui vẻ mà nhận. Không biết chồng ta thì xứ nhìn phát ham, chồng mình nhìn phát ớn luôn vậy. Bắt đầu vui vẻ nhận. Bởi vì mình quan niệm rằng là có nhân quả rồi. Thấy không nè? Không có gì tự phát sanh. Nhân duyên hòa hợp
đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Oán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Không còn tham giận giam mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Làm nổi không? Không nổi. Đó, đạo Phật là dạy mình phải ráng làm những cái điều khó làm mình làm được. Dù giận đừng mắng người ta mới là hay. Cái người tu nó mới khác hơn người không tu ở chỗ này. Cái người không tu mà người mình giận người nào là mắng người đó. Rồi còn dỗ ngực xưng tên, tánh con vậy sao? Con mắng rồi thôi, chứ con không để bụng. Con giận con chửi liền, mặn mặn chửi rồi thôi. Trời ơi, gặp sư sẽ nói, ủa, bà chửi người ta rồi thôi, chứ không lẽ giờ bà chửi người ta là bà đánh người ta nữa. Bà giận người ta, bà chửi là đã tạo nghiệp rồi. Khi mình chửi là gì? Khẩu gì? Khẩu nghiệp. Mà quý vị biết miệng xây núi nghiệp biết giờ nào tan. Cái miệng mình xây cả núi nghiệp. Chứ không có không nhỏ đâu. Rồi biết bao giờ mới tan hết nghiệp. Tu cái khẩu nghiệp là tu được nữa rồi đó. Cho nên đó là cái người đó họ tự hào là nói con giận là con chửi. Con chửi liền à. Con chửi xối xả luôn. Con chửi rồi thôi. Bà đi ô khe với sư vậy đó. Sư nói bà chửi người ta rồi thôi, chứ không lẽ bà chửi người ta rồi bà muốn gì nữa, ăn thịt ta nữa hả? Chửi người ta là đã tạo nghiệp rồi. Khi nào bà giận mà bà không chửi á thì mới đáng nói. Hiểu cái ý này không? Người ta tốt với mình tốt lại là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình vẫn tốt với người ta mới là chuyện đáng nói. Có câu ta nói là anh hùng trả thù không muộn. Có thù có trả mới anh hùng. Sư nói sai. Có thù mà không trả mới là anh hùng. Chứ trả là chuyện bình thường. Người tu nó phải khác hơn người không? Không tu. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Nó hay chỗ đó. Hiểu cái câu này không? Bây giờ mình tự xưng mình là người tu. Tại chùa Bủ Liên lâu nay mà ra ngoài gặp chuyện này chuyện nọ cũng sân si đùng đùng như người không tu. Thì có khác gì không? Không khác gì hết. Bây giờ mình phải làm sao mình là người tu ở chùa Bủ Liên này? Mình tu như thế nào để khác với cái người không? Thì mình người tu thì sao? Từ tư cách, lời ăn, tiếng nói, dáng đi, hành động của mình nó phải khác hơn người không có tu. Mình là người con Phật mà. Chắp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi, nói năng dáng đứng cách đi sao cho điềm đạm, oai nghi chỉnh tề, mới là người con Phật, mới là người tu. Chứ bây giờ nổi giận lên đùng đùng, người kia tức giận nói ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau. Có tu gì đâu. Không có tu miếng nữa. Bây giờ phải cố gắng làm sao phải khác hơn người không? Không tu. Hành động, lời nói, ý nghĩ để nhìn vô người ta đi khác. Ngoài cái khẩu giáo ra mình còn có cái thân giáo nữa quý vị. Mà chúng tôi thấy cái thân giáo nó hay hơn là cái khẩu giáo. Nhiều khi mình muốn nhắc nhở người này, khuyên người này, người nọ tu á, mình nói người ta không có nghe. Nhưng mà nếu như cái thân của mình á, cái khẩu của mình á, mà có tu á, ta nhìn vô ta thấy người ta, cảm được người ta. Gọi là thân giáo, dùng cái thân này nè để giáo quá người khác. Có một câu chuyện vui, cái bà này bà đi chùa, bà tu, khóa tu. Giống như ở chùa Bủ Liên mình vậy đó, mỗi tháng đến đây tu một lần. Lúc đầu ông chồng ông thấy bực lắm. Cứ đến ngày tu là ông không vui. Ông khó chịu. Thứ nhất là đi đến chùa rồi bỏ ngày nhà, không ai làm công chuyện nhà hết, rồi cơm nước không ai lo, rồi con cái không ai giữ, vân vân, ông bực lắm.
Ông không thấy vui, lần đi là ông kiếm cách này cái kia ông cản. Nhưng bà ráng bà tu. Bà ráng bà tu sao bà sửa đổi từ hành động cho tới lời nói, cho tới tư cách, cho tới tâm tánh. Hiền hậu đi, hiền thục lên, nhẫn nhịn đồ, hay lắm. Thời gian sau bà cảm hóa được ông. Tới ngày 28 âm lịch, chuẩn bị đi chùa Bửu Liên tu, bà cầm cái bộ áo tràng lên. Ông thấy thì ông nói một câu sao biết không? Ông nói vậy: lần này dự tu ru anh đi với chánh pháp Như Lai, đã làm tánh em vì tha bớt âu lo, thường nhăn nhó mỗi khi giận hờn. Có hiểu gì không? Vỗ tay lớn cái gì? Cái ý của sư á là trước đây mỗi lần má giận má hờn má nhăn má nhó má cằn má nhằn má nhữ dữ lắm, má khó chịu bực bội lắm. Nhưng mai sao má đi tù, mỗi tháng má tù lần, bây giờ má sửa bớt lại. Mỗi lần có chuyện gì cái bà sửa bớt lại. Mỗi lần có chuyện gì phiền não bà không có nhìn vô cái sự phiền não nữa, má nhìn vô cái tâm phiền não của bà thay đổi từ từ. Cái tự nhiên má hiền hậu lại, bà thay đổi cái ông chồng cảm nhận được. Trời ơi, cái này hồi xưa mà vợ tôi chưa tu á nghe, biết à. À bây giờ bà tu rồi. Thôi bà từ bi hỷ xả bỏ hết. Cái ông thấy vậy ông hoan hỷ. Ông thấy là nó có tác dụng, nó có lợi, nó có lợi ích, tu nó có kết quả. Thế là lần sau mà chuẩn bị cầm cái áo tràng lên là ông dắt xe ra, ông nổ máy, ông đậu trước. À. Tự động automatic. Đó, như vậy mới gọi là đạo Phật. Đó là điều thứ nhất, tức là nhân quả không thể thay. Điều thứ hai Phật không làm được là gì? Ừ, thuộc luôn vậy đó hả? À, Phật tử Vũ Liên giỏi à kìa. Mới nói một lần là nhớ luôn. Có ghi chép hả? Đúng rồi, cái câu sao ghi đi. À, tức là trí tuệ không thể cho. Cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng là cái gì mình gieo mình trồng thì mình hưởng. Người khác gieo trồng không thể hưởng được. Cái trí tuệ của Đức Phật rất là cao, cao siêu, nhất thiết chủng trí. Ngài nhìn đâu cũng có trí tuệ hết, chứ không có nhìn theo cái dạng bản năng như mình. Mình nhìn theo cái bản năng là gì? Cái hễ đẹp, trẻ, giàu, địa thương. Xấu, già, nghèo, khổ, thấy ghét. Không ưa. Ở đâu ra vậy, mình là vậy. Rồi Phật nhìn trí tuệ khác với mình. Ngài nhìn là nhìn xuyên suốt cả một cái quá trình luân hồi. Nguyên nhân gì mà người này sanh ra như vậy? Mình ngộ lắm. Thấy ta nghèo, ta khổ, ta bệnh, ta thở oxy, sắp chết, cái mình động lòng dữ lắm. Thương dữ lắm. Lật đật là về kiếm cái gì để giúp người ta liền. Nhưng mà thấy người nào khỏe mạnh, đi sòng sọc mà đẹp, cao, khỏe hơn mình là muôn đời không giúp được. Giúp nó làm chi? Nó khỏe thấy mồ, giúp cái gì? Không thương. Như vậy thì mình nhìn theo cái cảm tính bằng cặp mắt của mình thôi. Nhưng mà xét cho cùng thì nhìn bằng trí tuệ thì ai cũng khổ. Đó. Hiểu chỗ này không? Ai cũng khổ. Không phải chỉ riêng người nghèo khổ không đâu. Mà sư báo cho quý vị biết người giàu cũng khổ. Ngày xưa mình ở ngoài, mình chưa đi học Phật, mình nghe cái từ là gì? Nghèo khổ phải không? Nhưng hôm nay quý vị chúng tôi vô đây chúng tôi chỉ cho quý vị thêm một cái từ đặc biệt là gì? Quý vị phải nghe đó là giàu khổ. Nó có khổ của người giàu, nó trước hay sau thôi. Bằng chứng là trong nhà Phật có dạy ba sự khổ có ba. Thứ nhất là khổ khổ, là muốn nói cái người nghèo, người bệnh đó là khổ khổ. Nhưng mà cái điều thứ hai là gì? Hoại khổ. Cái này ráng nghe nè. Hoại khổ là gì? Là ý nói những người khỏe, người giàu. Nhưng mà cái khỏe, cái giàu đó nó không có bền, nó thay đổi. Hôm nay giàu, ngày mai mất. Hôm nay đẹp nhưng mà rồi tuổi tác thời gian nó già đi, nó thay đổi. Thì cái hoại đi đó, cái hoại của cái niềm vui đi, hoại của cái niềm hạnh phúc đi, hoại cái sắc đẹp nó đi, hoại cái sự giàu sang nó đi, thì nó sẽ xuất hiện cái gì? Xuất hiện cái gì? Cái khổ. Thấy không nè? Cái anh kia anh nghèo suốt kiếp ảnh là khổ, đúng rồi. Nhưng mình tự nhiên mình đang giàu đây, bỗng đùng cái nghèo. Qua một ngọn lửa nó cháy sạch.
tài sản hết, đang làm ăn người ta giật sạch hết nợ nần, vân vân và vân vân ập đến mình, tự nhiên mình trở thành người nghèo. Lúc đó quý vị thấy khổ không? Cái đó gọi là gì? Hoại khổ. Hoại, hoại là vô thường, nó thay đổi. Chẳng hạn cụ thể như mình đang ngồi ở đây quạt máy dù dù mát không? Mát. Đang mát ngon lành, hưởng cái sự mát mẻ của cái quạt máy ngon lành, cái đùng cái cúp cúp điện nó mất. Nó mất đi. Nó mất đi cái niềm vui, nó mất đi cái sự hạnh phúc thoải mái đó, thì nó xuất hiện cái gì? Khổ, nóng nực quá. Lấy quạt tay ra quạt vù vù vù, quạt phạch phạch phạch, nó nực quá sư ơi. Thì nó hoại đi cái niềm vui và hạnh phúc, thì nó sẽ xuất hiện cái gì? Cái khổ. Cái đầu tiên là khổ khổ, là nói đến cái người nghèo, người bệnh. Nhưng mà cái thứ hai khổ là gì? Hoại khổ nói đến người gì? Người đẹp, người giàu. Mà nó mất đi cái đẹp cái giàu đó, thì nó sẽ xuất hiện cái gì? Cái khổ. Mà cái khổ này nhiều khi nó còn lớn hơn khổ kia đó. Bây giờ có câu ta nói rằng là nghèo trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ đau thế mới đau. Cái người này họ nghèo từ xưa giờ họ quen rồi, họ xấu xí từ xưa giờ họ quen rồi. Đùng mình đang qua hậu, chẳng may té xe lát hết cái mặt luôn. Trời ơi khổ dữ lắm. Qua hậu mà có cái mặt ăn nói thôi à, bây giờ nói ăn gì nữa đây, tan nát hết. Xuất hiện cái gì liền? Cái khổ. Hiểu cái khổ này không? Nếu mà hiểu được cái khổ này rồi thì theo quý vị thì trên thế gian này có ai cũng khổ đúng không? Trước hay sau, sớm hay muộn thôi. Cái điều này chúng ta phải minh chứng rõ ràng là thấy người chết biết mình cũng chết. Thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tan vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước, hôm sau đưa mình. Thân ai cũng án tử hình, khác nhau chút đỉnh, thời gian ngắn dài. Lỡ sanh vào chốn trần ai, ráng lo tu tập để mai bớt sầu. Bây giờ mới vỗ tay nè. Bây giờ mình lỡ rồi sanh vô cái chốn sanh tử này rồi, ráng mà lo tu. Còn cái mấy câu trên đó là gì? Nhắc cho mình biết là gì? Thấy người chết thì biết mình cũng đó. Thấy người đau mình phải được sao? Mà chúng tôi thích nhất cái câu là gì? Thân ai cũng án tử hình hết, khác nhau chút đỉnh, thời gian ngắn ngày. Có nghĩa là gì? Chúng ta đang ở trong một cái tử tù. Mỗi sáng thì cái cửa tử tù nó mở ra, kêu tên ai thì người đó đi ra pháp trường, đúng không? Nghe nói vậy đó. Rồi mình ngồi ở đây thì mình chờ thôi, chứ mình chờ xe buýt gì đó. Hiểu chờ xe buýt không? Lên xe không có chỗ ngồi thì sao? Đứng chờ. Chờ chuyến xe trong cuộc đời ta đó. Đời người những chuyến xe, người lên, người xuống, người về, người đi. Lúc hội ngộ, lúc phân ly, nụ cười, tiếng khóc có khi lặng buồn. Kẻ cùng đi xuống giữa đường, gặp nhau phút chốc vô thường chào nhau. Vẫy tay gạt vội niềm đau, rồi mai tiếp chuyến xe đầu lại xa. Chuyến xe trong cuộc đời ta đến giây phút cuối chỉ là ta thôi. Đó là vậy đó. Tức là gặp nhau phút chốc vô thường chào nhau. Mà cái vô thường xuất hiện thì cái hoại khổ nó sẽ xuất hiện. Mà quý vị thấy có cái con người nào mà hôm nay, trước ngày hôm qua là tỷ phú, hôm nay là thành bằng cổ đông không? Chẳng những bằng cổ đông mà còn lại nợ nữa. Có. Ngày hôm qua thì là người dư giả, giàu có, cổ ăn không hết. Đùng hôm nay không có mà ăn mà lại là nợ nữa. Thì cái đó gọi là gì? Hoại, hoại khổ. Mà mấy cái khổ đó nó còn đỡ nghe. Cái khổ thứ ba mới ghê. Khổ thứ ba là gì biết không? Hành khổ. Hiểu cái chữ hành khổ không? Hành ở đây theo cái từ Phật học là pháp hành, hay là pháp hữu di. Hành ở đây tức là sanh, sanh diệt. Hành khổ là gì? Là cái khổ này chúng ta bị lệ thuộc vô cái sự sanh, sanh diệt.
lệ thuộc vô cái sự có không mới xuất hiện cái khổ. Hiểu cái chữ lệ thuộc vô cái sự có không sanh diệt này không? Không hiểu từ đâu mà hãy sống là vui mà chết là buồn. Mà nếu mà không chết thì làm gì có sống? Không có tử làm gì có sanh? Thấy không nè, mình dùng trí tuệ quan sát coi, nếu như kiếp trước mình không chết đi thì kiếp này có sanh ra được không? Không có một ông già 80 tuổi lìa đời thì làm sao có đứa bé sơ sinh chào đời? Mà mình ngộ lắm, mình chấp nhận cái đứa bé sơ sinh chào đời nhưng mà không chấp nhận ông già lìa đời. Mình sống trong kiếp này mình sợ chết lắm, mình không muốn lìa đời thì làm gì có kiếp sau? Thấy không nè, không biết từ đâu á là mình lệ thuộc vô cái chuyện có không còn mất lắm. Hãy có là vui mà không là buồn á, nó lạ vậy. Hãy khen là vui, chê là buồn, được là vui, mất là buồn, đẹp là vui, xấu là trẻ là vui, già là đó. Ở đâu vậy? Ở đâu ra? Mà nếu như không có già thì làm sao biết trẻ? Thấy không nè, nhờ có cái trẻ thì mới biết mình già. Không có cái được làm sao biết cái mất? Mà mình chỉ chọn con cái à. Nếu không có bóng tối làm gì biết ánh sáng nè. Nếu cuộc đời này sáng không đi, nó không tối thì làm sao biết ánh sáng? Đúng không nè? Thấy không? Nhờ có bóng tối cho nên mình mới biết được ánh sáng. Nhờ có trẻ thì mình mới biết được già. Nhờ có được thì mình mới biết được mất. Mà mình thì ngộ lắm, không cảm ơn cái kia, không bao giờ cảm ơn bóng tối mà chỉ mong ánh sáng thôi. Không bao giờ cảm ơn cái sự già mà chỉ biết cái trẻ thôi. Không già làm sao trẻ, không chết làm sao sanh. Cái pháp đối đãi đó, thấy không nè. Bây giờ chúng tôi ví dụ nè, sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Chúng tôi mượn 24 câu này, sanh chẳng mang đến, sanh có mang gì đến không? Tự nhiên đến đây cái mình có cái tự nhiên mất cái buồn à. Thấy không nè, lúc mình ra có mặt trên cuộc đời này mình có cái gì không? Không. Mà thì cái bản chất của mình, cái nguyên thủy của mình, cái khởi đầu của mình là không có gì. Là không có gì. Thì bây giờ nếu nó có mất đi nữa thì mình cũng trở lại cái lúc đầu của mình là gì? Là không có gì luôn. Không nè, tự nhiên cái mình sinh ra mình có tài sản không? Đúng. Rồi tự nhiên cái thời gian sau cái mình có tài sản. Rồi cái tự nhiên cái mất tài sản, cái ngồi nó buồn, vô lý. Xét nó cũng hề vô lý chút. Chào đời thì hai tay trắng, lúc mà mình chào đời này mình có tài sản không? Không. Nhưng mà lúc mà mình chuẩn bị trắng tay cái buồn, trời xưa ơi bây giờ con trắng tay rồi, ô khổ lắm. Ủa, con lúc đầu có gì không? Không có gì thôi, thì quầy vốn đi. Thấy không nè, tự nhiên không có gì hết, bây giờ có cái buồn. Nó nghịch lý nhân sinh ở cái chỗ này. Cho nên phải nhìn bằng trí tuệ. Cái người mà nhìn bằng trí tuệ mình không có đau khổ. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, mình mê cái đẹp, cái trẻ thì thôi tuổi này chết là vừa rồi, mãn nguyện ra đi là để chỉ đổi cái gì? Đổi cái trẻ, cái đẹp. Bây giờ cái thân xác này 50-60 năm rồi, cũ xì rồi. Soi gương thấy mặt mình xinh đẹp thì vậy cả hồn sưng mắt dịu hiền thích lắm. Sáng trưa chiều tối gương làm bạn mới ghê. Ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên, lúc nào cũng soi gương á. Ai mà đẹp á là soi gương nhiều lắm. Đi ra khỏi nhà cũng soi, đi đâu chập về cũng soi là coi nó còn đẹp không. Sáng soi, rồi chiều soi, rồi trước khi đi ngủ cũng soi. Bây giờ soi gương thấy mặt mình xinh đẹp mà, vậy cả hồn sưng mắt dịu hiền, sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu dị nể hồng nhan. Soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằng sâu nỗi bất an. Rồi một hôm vâng lời sư định dạy, quán chiếu vô minh tận đáy lòng, gương tâm hiển lộ xuân bất diệt,
từ ấy thanh bình giữa sắc không. Bây giờ mới vỗ tay. Như vậy thì cái quán chiếu vô minh nó quan trọng. Mình bị cái vô minh, bị cái tính lệ thuộc, cái tính lệ thuộc của sanh tử. Không hiểu từ đâu mình biết là có sanh mới có tử, rồi có tử mới có sanh, mà tự nhiên mình đòi sanh không, chứ mình không đòi tử. Lạ không? Mình biết đó là nhân nào thì quả đấy, nhân ác thì quả khổ, nhân lành thì quả vui, mà mình tạo lung tung nhân hết, mà khi hưởng đòi hưởng có quả không? Cái này nó hơi nghịch lý chút, nó hơi sai, về sửa lại, quán chiếu vô mình sửa lại. Thì cái trí tuệ này á, tự chúng ta mà luyện tập, tự chúng ta mà tu tập mà có, chứ Phật không cho được. Nếu Phật cho được thì quý vị khỏi phải tu, phải không nè? Thí dụ cho được, mình không nói ví dụ trí Phật đi, mình nói cái trí người thường thôi, gọi là cái tưởng tri thôi. Ví dụ giờ có người nói họ giỏi tiếng Anh, họ giỏi tiếng Pháp, họ giỏi tiếng Hoa, mà đụng cái bây giờ họ bị tai nạn, họ nằm đóng trên giường ngáp ngáp chuẩn bị tắt thở, mình chạy lại mình nói: ông ơi, ông sắp chết rồi, ông cho tôi tiếng Anh đi, ông cho tôi tiếng Pháp đi, ông cho tôi tiếng Hoa đi, được không? Được không? Cho được không? Không được. Đó, đơn giản vậy thôi, dễ hiểu. Trí tuệ không thể cho được. Bây giờ diệu pháp không thể tả nghe. Bây giờ hiểu cái từ diệu pháp không? Diệu pháp ở đây là cái vị an lạc giải thoát của pháp, không có tả được. Bây giờ cái người kia họ ăn, họ nói ngon quá, ngon quá, mình chảy nước miếng nhưng mình đâu có biết, không biết nó ngon cỡ nào. Khi nào mình ăn á thì mới cảm được. Bây giờ ví dụ như bà kia bà ngứa bà gãi, bà nó đã quá, hỏi bà đã không? Ủa, bà ngứa bà gãi bà đã, sao tôi gã được, phải không? Thì ai gãi nó đã chứ, bây giờ bà gãi bà hỏi tôi đã không, sao tôi đã? Ai tu nên cảm thấy an lạc chứ. Bây giờ quý vị hôm nay đến đây, quý vị tu một ngày an lạc, quý vị thấy hoan hỷ quá, quý vị nghe cái bài giảng này quý vị thấy vui quá, hoan hỷ quá. Rồi cái người không nghe ở ngoài cổng đứng ngoài đó nói chuyện không mà không nghe, rồi ra bà hỏi: ủa nãy sư giảng pháp vui lắm, bà vui không? Rồi vui gì, tôi đứng đây tôi có nghe đâu tôi vui, phải không? Đó, rõ ràng lắm, nó như ban ngày luôn, chứ cần gì mà tức là giáo pháp của Đức Phật nó chỉ có một vị duy nhất, cũng giống như đó là vị giải thoát, cũng giống như nước biển cũng có một vị duy nhất, đó là vị gì? Vị mặn. Thì cái sự giải thoát là cái sự an lạc. Quý hiểu cái sự giải thoát không? Giải thoát là mình thoát khỏi ra những cái sự ràng buộc. Quý vị biết mà cái sự ràng buộc là sự trói buộc. Mình cứ tưởng tượng là giống như mình đi vào một cái khu rừng mà dây leo nó quấn con người mình lại, nó giữ chặt con người mình cho mình đi, nó ràng buộc mình dữ lắm. Bây giờ mình tu theo pháp Đức Phật là mình thoát ra khỏi những cái sự dây trói buộc đó, thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Mình còn vô minh và hữu ái, hoặc là vô minh và ái dục, vô minh và tham ái, dính mắc dữ lắm, do không hiểu biết cho nên mới dính mắc. Mà các sư hay giảng rằng chúng ta sanh tử luân hồi khổ đau, trong kinh Đức Phật này nói là gì? Chúng ta còn vô minh. Vô minh là gì? Đây ai nói đúng rồi? Vô minh thì không biết rồi, gì nữa? Cái chữ vô minh định nghĩa nó là không liễu tri được tứ diệu đế, không tỏ rõ được tam tướng vô thường khổ vô ngã. Muốn hiểu rõ vô minh nữa thì chúng tôi chỉ cho này, ví dụ dễ hiểu lắm. Đã biết vô thường sao còn phiền não, đó là vô minh. Hiểu cái chỗ này không? Mình đã biết vô thường rồi, có gì bền vững đâu mà phiền não làm chi, mãi mà còn phiền não là còn vô minh đó, còn chấp nhất. Còn đã biết phiền não sao còn khổ đau là vô minh. Đã biết khổ đau sao còn trói buộc là vô minh. Mà cái thứ tư này mới ngu minh dữ nè, ngu dữ nè. Đã biết trói buộc sao chưa chịu buông là vô minh. Mà trói buộc là gì? Tài sản là sợi dây trói buộc, quyến thuộc là sợi dây trói buộc, chồng vợ ai hay quá vậy,
đó đó, sợi dây trói buộc con cái, trói buộc mà buông không nổi là vô vô minh đó. Thì họ không có nói gì nó sâu là khó hiểu, cái đơn giản vậy đó. Biết đời là khổ mà mê đời vẫn mê là vô minh. Biết bài bạc là bác thằng bằng nhưng mà tối ngày đi đánh riết là vô minh. Nó đơn giản vậy đó, không cần hiểu nhiều. Như vậy thì ai tù nấy đắc, ai ăn nấy no, thấy không? À, chứ bà ăn cho đã cho bà hỏi tôi no không? Không no được. Diệu pháp là ai tu nấy nấy hưởng. Cái an lạc đó nó sẽ tự động có trong người mình nếu như mình có tu. Và cuối cùng là vô duyên không thể, không thể gì? Không thể độ. Đó. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn giảng cái điều thứ tư này nó nhiều hơn, nó sâu hơn. Để chi vậy? Để chúng ta trở thành là người hữu hữu duyên. Trong kinh của Phật giáo Nam Truyền có một câu là Đức Phật tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Đó, quý vị phải nghe câu này. Trong kinh đó nói chứ không phải chúng tôi nói. Là Đức Phật có 5 cái nhiệm vụ, 5 cái phận sự. Mà cái phận sự buổi sáng sớm là Đức Phật quán duyên, xem hôm nay có chúng sanh nào hữu duyên với Đức Phật, cho dù chúng sanh đó là người giàu hay người nghèo, đẹp hay xấu, già hay trẻ, ở mặt tiền hay ở trong hẻm, ngài đều đến. Nó ghê vậy đó. Chỉ cần cái chữ hữu, hữu gì? Hữu duyên. Đó là Phật độ thôi. Còn mà không có duyên thì 10 ông Phật xuất hiện cũng không độ nổi mình. Bằng chứng là trong thời kỳ của Đức Phật có những người được đi ngang Đức Phật luôn mà tỉnh bờ mới ghê, không có chút gì cảm xúc. Còn mình bây giờ sanh ra sau thời Phật mấy ngàn năm mà hãy nghe cái chữ Phật thôi, thấy cái hình thôi là tâm mình nó hoan hỷ cuồn cuộn rồi, nó hoan hỷ dạt dào rồi. Mình còn phải sang tới đất Phật để mình chiêm bái Phật, mình vô mình thấy ông Phật bằng xi măng thôi mình đã đảnh lễ rồi, huống hồ chi mình gặp Phật bằng xương bằng thịt, thấy không nè? Có nghĩa là mình đang gieo duyên với đức Phật. Cỡ này là tôi thấy hình, tôi nghe tiếng rồi đó, tôi đã vui vậy, tôi hoan hỷ vậy rồi, mà tôi gặp nó thì thôi khỏi nói. Vậy mà có nhiều người gặp tỉnh bơ mới ghê. Phật đi bên đây, Phật đi bên đây được không? Họ đi bên kia được không? Trời ơi, mà họ đi một cách vô tình, không có gì, đi qua đi lại tỉnh bơ, ngày nào cũng đi ngang chùa Kỳ Dương tỉnh xá mà cũng không ghé vô nó mới ghê. Ổn quá, thấy không nè? Mà Phật còn sống, Phật hiện, thầy phiện Phật gọi là hiện thế, tại thế ở trong chùa Kỳ Viên, mà họ đi quay lại chùa Kỳ Viên hàng ngày, không vô là không vô, có duyên đâu vô. Nhìn vô duyên thấy mồ chứ vô gì, không vô được, uổng quá, thấy không nè? Cho nên mình bây giờ mình tạo cái gì? Mình tạo duyên lành với đức. Bây giờ mình tu như vậy là gọi là tu gì quý vị biết không? Gieo duyên, ồ hay quá, đó. Mình tu tập thực hành pháp của Đức Phật làm bao nhiêu điều là chúng ta đang gieo duyên với Phật pháp, gieo duyên với Đức Phật. Mà có gieo thì sẽ có gặp. Nhớ nghe, gieo duyên Đức Phật chứ không bao giờ gieo duyên với ác ma. Thí dụ khi mà phiền não đến với mình mà người nào muốn gieo duyên Đức Phật thì sao? Từ bi hỷ xả, cái gương mặt Đức Phật hiện ra liền. Mình phải nhìn vô cái gương mặt đó, mình nhớ là mình phải tập cái gương mặt mình như vậy, không giận, không giận, không sân, không sân. Bởi vì mình sân, mình giận là gieo duyên với ai? Ma Dương, Ma Dương, chắc chắn. Mai mốt gặp ma cái chạy ra ôm luôn à. Khoái quá, trời ơi, thần tượng của em. Lâu ngày quá, em sân si lâu nay rồi, nay gặp nó đúng là sân si rồi. Gặp cái ôm luôn, mừng quá. Gặp Phật ấy, tự nhiên né ra. Tức là cái giảng pháp là phải do duyên. Hữu duyên gặp đạo gắn tu hành, mới không uổng phí kiếp phù sanh, đường trần du hí, phiêu lưu khổ, nhà đạo dừng chân hưởng đạo lành. Hiểu câu này không? Hữu duyên gặp đạo gắn tu hành, sanh làm người đã khó rồi, được làm người sống như thế này cũng đã khó rồi, được nghe Phật pháp đã khó rồi, bây giờ gặp được vui gặp Phật,
Quý vị có duyên lắm mà mới gặp được giáo pháp của Đức Phật. Mà quý vị biết không, trên thế gian này không có gì tự nhiên hết. Nghe chúng tôi nói nè, buồn phiền thì sanh bệnh. Vui vẻ thì khỏe liền. Buồn phiền thì sanh bệnh. Vui vẻ thì khỏe liền. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đủ xa. Phước duyên gặp Phật gắn tu, mới mong ra khỏi ngục tù thế gian. Đâu phải xem kinh mấy hàng rõ được quẩn giới, quả nhân rối mù, nhân duyên tiền kiếp khiến xui, chánh pháp hạnh ngộ, chớ vui hí đàm. Cái câu này khuyên chúng ta là có duyên ấy, mình gặp được Đức Phật thì mình ráng mình tu. Chứ nhiều người gặp Phật pháp rồi cái giữ ngươi, mình ngộ lắm, mình mới tu thì mình tinh tấn gì lắm, ngon lành lắm. Tu lâu cái thời gian cái giữ ngươi nó có cái bệnh đó nữa, cái bệnh rồi cái ngạo mạn kiêu căng. Ta đây tu lâu rồi, cái dạng này sư nói sao không, mới tu mình tưởng mình ngon á, tu lâu mới biết mình còn quá ngu. Cái người mà tu càng lâu á thì mới thấy là mình ngu, hiểu chưa? Tu mà chưa hiểu chữ duyên thì ra chưa được an nhiên giữa đời. Xưa nay vạn vật đổi dời, đủ duyên hòa hợp, hết thời chia ly. Người đến rồi người lại đi, hết thương thì ghét, có gì lạ đâu. Bao nhiêu hạnh phúc khổ đau cũng do duyên nợ của nhau nhiều đời. Nhân sinh một kiếp đầy vơi, để con giác ngộ đời là nhân duyên. Cái chữ duyên nó hay lắm, mà nó phong phú lắm. Sẵn đây chúng tôi tặng quý vị một cái chữ duyên, để cho quý vị nghe coi cái duyên nào nó hợp với mình giữ rồi xài. Thuận duyên thì mọi việc dễ dàng, nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Có duyên chuyện khó cũng xong, không duyên chớ đợi chớ trông làm gì. Còn duyên thì ở đừng đi, hết duyên chấp nhận có chi phải buồn. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Đủ duyên thì cuộc sống như tiên, thiếu duyên thì mọi thứ u phiền phủ vây. Tình duyên có lúc dơi đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời. Thắng duyên là sự tuyệt vời, phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Gieo duyên chân chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Duyên đến thì nên kết, mà duyên hết thì nên buông. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên, cứ an nhiên mà sống. Nhớ được chữ duyên nào không? Người có nhân duyên nên trở về đây. Người có nhân duyên nên gặp mà pháp màu. Con là người vô minh đã từ lâu, nay nhờ pháp màu nên đã trở về đây. Con chúc cho muôn loài được an vui, chúc lành cho pháp màu được lan xa. Con chúc cho chúng loài tình thâm pháp bao la. Con chúc cho pháp màu được khơi sáng bền lâu.
Người có nhân duyên xin giữ bền tâm, đừng để cho duyên mai một pháp lành. Con nguyện lòng xin ghi mãi từ đây, cho tròn đời này vui với pháp mà thôi. Tặng quý vị đó, ý nghĩa của cái bài này tặng quý vị, tức là người có nhân duyên nên trở về đây, trở về cái đạo tràng tu tập của chúng ta đây. Rồi người có nhân duyên là phải giữ bền tâm, đừng để cho duyên mai một pháp lành. Cái duyên này nó quý lắm, mình phải giữ. Con nguyện lòng xin ghi mãi từ đây, cho trọn đời này vui với pháp mà thôi. Bởi vì chỉ có vui với pháp mới là vui nghe. Vui mà không pháp chôn vùi thế nhân. Nghe thấy sợ chưa? Chỉ có vui với pháp mới là vui. Bởi vì nay vui đời sau vui đó. Vui với điều lành là vui với pháp. Làm lành thì hai đời vui. Vui thấy mình được làm lành, vui thấy mình được tu tập, là sau này cái quả lành nó trổ ra phải vui. Vui hơn chứ, đúng không nè? Cho nên đó là chúng tôi cái bài vừa rồi là chúng tôi mong quý vị là người có nhân duyên xin giữ bền tâm, đừng để cho duyên mai một pháp lành. Uổng lắm. Cái duyên của mình đến với Phật Pháp rồi vậy để mất đi uổng. Có nhiều người đi chùa thời gian cái mất luôn niềm tin, giận hờn ai đó không biết. Ở nhà ông thèm đi, con không đi để cho thầy biết, tôi không đi để cho bà biết. Giận thầy, giận bạn, giận đồng tu lum hết. Mà thiệt ai vậy? Thiệt mình, ờ hay á, trả lời nhanh á. Giận là lấy lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình, chứ trừng phạt ta sao được. Thấy không nè, đi chùa thời gian cái giận bổn đạo, giận Phật tử, giận bạn đồng tu. Tu hành gì đâu mà hay giận, vậy mà cũng đòi tu. Rồi riết cái giận luôn thầy luôn. Con không đi chùa thầy cho thầy biết. Ghê lắm, mới ghê. Còn ta đây nữa. Con không đi cho thầy biết nữa. Không biết ai biết, biết liền à. Nó lạ lắm. Hồi đó chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đi xe đò, lên xe có hai cô Phật tử trên xe đó, ngồi xì xẩm nhau. Trời ơi, ông thầy nó còn trẻ quá, mày tu tội nghiệp quá mày ơi. Chắc ông khổ dữ lắm à. Lúc đó sư mà lớn sư quay qua xe nói, không biết ai khổ hơn ai. Trời, tao tu tao muốn sướng muốn chết luôn, tự nhiên nó là khổ. Rồi mấy bà mà sướng dữ hả? Ở nhà khổ muốn chết ở đó mà. Thấy không nè? Đó là nhiều khi mình bao đồng nó không đúng. Mình thuộc dạng là gì biết không? Là bao đồng, lo chuyện người này người kia. Mình thì khổ muốn chết, lo người ta có khổ hay không. Cái đó gọi là bao đồng. Cho nên mới có cái bài thơ là con là một đứa con lai đó, nửa lai Đức Phật mà nửa lai ta bà. Con là một trái me già, nửa kia còn lại là chôm chôm. Cuộc đời con thích ôm đờn, 28 ngày mặn có 2 hôm muối mè. Bữa thì mặc áo hoa què, đến ngày vía bụt thì ấp e làm hiền. Nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop mê tiền, rồi lại mê yêu nữa. Con là thập cẩm đủ điều, nửa thương Đức Phật mà nửa thương nhiều người ta nữa là sao tu. Đó, cho nên chúng tôi muốn nói quý vị là thập cẩm đủ điều, bao đồng, ôm đồm lắm, lo chuyện này chuyện kia. Cho nên là hôm nay là cái điều thứ tư mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là gì? Cái chữ gì? Chữ duyên. Phật vô duyên Phật độ không nổi. Cho nên mình phải tự tạo cái duyên lành với mình. Sẵn đây tặng quý vị bài hát Tình Pháp Duyên Tăng, được viết theo bài nhạc đời là Tình Bắc Duyên Duyên Nam. Ồ, hay quá. Phật tự là tự thái tự đã qua dòng sông liên thiền tìm đến Bồ Đề ngồi thiền quán tưởng. Ôi hạnh phúc duyên thai, từ đây đạo Phật ra đời tòa khắp nơi. Đạo vàng thật là cao quý, Thái tử Đạt Đa tu hành tòa ngát cho đời.
đào vàng chiếu sáng. Ôi Phật pháp duyên tăng là tăng, cần lo cho đời bớt khổ đau. Cùng chấp bàn tay hoa sen nhiêm màu, kính lễ Phật Đà với một niềm tin. Chúng vui cho thơm hương đời bớt một niềm đau. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, đau thương nơi đâu sâu bi tham ái cách chia. Ta đem yêu thương về cho nhân thế, tìm về bạc chanh núp bóng bóng từ bi trao người. Diệt hết hận thù từ tâm khai mở. Ôi hình bóng như lai thành tâm, từ bi muôn vàng còn kính yêu. Ôi đời sống yên vui là vui, dìu nhau ta cùng chung sức tu. Tu hú mà vỗ tay lớn, tự thú nhận là mình tu hú á nghe. À đúng rồi, hay. À đúng rồi, cái ngày xưa á, cái chữ tu hú á, ta hiểu theo cái tinh thần là tiêu cực, xấu. Tu mà không thành tâm, tu mà không thật thà, giống như tu hú vậy, giống con tu hú thôi chứ không có làm được cái gì. Trời ơi, hay. Ôi, thời nay mà không hú ai đi tu. À, giờ đây nghiệp nó nặng lắm. À vậy đó hả? Vậy đó, đó tao tu hú nè, à, cái hạnh tu hú đó, nhờ hú mới có được như đây người á. Không hú chắc bây giờ có 2-3 người ngồi thôi. Thì kính thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi lên đây mấy giờ vậy? Nãy lên 9 giờ. À bây giờ là 9 giờ 50 rồi. À còn 10 phút phù du nữa thôi. À, theo chương trình đó thì chúng tôi sẽ giảng 1 giờ đồng hồ. Mà theo cái giờ sinh học cũng vậy, chúng ta chỉ cần nghe pháp 1 giờ đồng hồ thôi. À, nghe ít á, mà thẩm thấu, mà lợi lạc, còn hơn mà ngồi nghe nhiều không biết gì hết. À, rồi à, riết rồi cái thành ra chúng tôi là người nói dài, nói dai mà nói dở nữa. Thấy không nè? Cho nên là chúng tôi chuẩn bị là lên đây đúng 1 giờ đồng hồ. Bây giờ chúng tôi có một cái bài thơ gọi là Thật Nghĩa Đi Chùa. Cái bài thơ này chúng tôi muốn chia sẻ để cho các Phật tử trong đạo tràng chùa Liên của chúng ta để thẩm thấu cái bài thơ Thật Nghĩa Đi Chùa. Để chúng ta có nhiều cái điều mà chúng ta cần phải tránh, cần phải làm. Có những điều cần làm, chúng ta làm. Cần tránh, chúng ta tránh. Là cuộc đời là chúng ta tu rồi. Tu là gì? Là làm những điều cần làm, tránh những điều cần tránh. Đó là chúng ta tu. Còn người không tu, điều cần làm không làm, mà điều cần tránh thì họ lại làm. Nó ngược lại. Thật Nghĩa Đi Chùa. Bạch Thầy, con đi chùa tìm chút bình an, ai dè chùa cũng rộn ràng không ngơi. Lên chùa tìm chút thảnh thơi, dè đâu chùa cũng như đời ngoài kia. Cũng này nọ, cũng phân chia, cũng son, cũng phấn, trao chia khác gì. Trước chùa mô Phật từ bi, ra đằng sau bếp thị phi dãy đầy. Con không đi nữa thưa Thầy, về nhà đóng cửa từ rài yên tu. Lên chùa con thấy lu bu, dạ xin sám hối, nói như lòng mình. Sư Thầy trả lời, này con, Thầy thông cảm được tâm tình. Chùa là cửa Phật chúng sinh ra vào, chùa cho bá tánh đồng bào, chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình. Chùa không huyên náo linh đình, chuyện đời đa sự đã rinh vào chùa. Chùa không phải chốn hơn thua, bởi lòng còn nặng tranh đua bước vào. Thế nhưng chùa vẫn đón chào, vì mong nhân thế ngày nào đổi thay.
hoa sen mọc giữa bàn tay hay là nở giữa bùn lầy bẩn nhơ. Hóa thành rác chỉ vài giờ, rác thành hoa phải đợi chờ chuyển lưu. Nghịch duyên tu được là tu, đừng mong vạn sự giống như lòng mình. Tâm bình thì cảnh sẽ bình, tu là chấp nhận tâm tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Ai làm chi đó mặc ai, mỗi người mỗi tật, quan hoài mần chi. Đi chùa biết tự quy y, trong ta có Phật tuệ tri nhắc mình. Khi lòng chưa thật lặng thinh thì bao cái khổ chúng sinh vẫn còn. Cho dù có chạy lên non, não phiền chưa dứt đời hoàn khổ đau. Tu lấy hỷ xả làm đầu, chuyện người thôi kệ nhiệm màu phút giây. Xoay ra lòng mãi lây hoay, nhìn vào thanh tịnh là đây Phật về. Trong phiền não có bồ đề, sát na tỉnh thức cận kề Như Lai. Trong cái bài này chúng tôi thấy có bốn câu này rất hay. Hoa thành rác chỉ vài giờ, rác thành hoa phải đợi chờ chuyển lưu. Cái này quan trọng. Hoa thành rác chỉ vài giờ thôi. Cái người thiện mà muốn làm ác nhanh lắm. Đang nam mô gì đâu, nam mô gì Phật. Nhỏ nào chọc cái Phật cho con nghỉ tu 5 phút con chửi nhỏ liền. À, nói sung liền. Trời ơi tôi tu mà tôi nó không cho tôi yên nữa. Đó là gì? Đang là hoa mà biến thành rác nhanh lắm. Không tin quý vị bữa nào mà quý vị có quay phim á, mà cái thời khắc mà quý vị đang cái gương mặt nó hiền, cái đổi sang cái gương mặt giận dữ nó nhanh dữ lắm. Đang tươi vậy đó, chuyển sang cái mặt quậu lên, chửi rung 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 rung, nhanh lắm, tích tắc. Nhưng mà sao? Rác thành hoa phải đợi chờ chuyển lưu. Cái mặt mà lỡ dữ rồi đó nghe. Mà chuyển cho nó hiền lâu lắm. Lâu lắm luôn. Nghịch duyên tu được là tu. Đó. Cái câu này mới hay. Thuận duyên tu là chuyện bình thường. Nhưng mà nghịch duyên tu mới là đáng. Mình tu là mình chủ trương của mình là cứ nghịch duyên càng nhiều thì mình tu càng được. Gặp người mà lý chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Bà chửi tôi càng nhiều, bà gây cho tôi phiền não càng nhiều, mà tu tu được mới là hay. Tức là mình mượn cái điều khó khăn đó, nghịch cảnh đó để mà mình thử. Chứ bây giờ mình cứ đừng mong vạn sự giống như lòng mình. Mình ngộ lắm. Đừng mong đời tốt với ta, hãy mong lòng đủ bao la với đời nó hay hơn. Mình cứ mong đời tốt với mình không. Bây giờ quý vị ra đường, quý vị đi, thì con đường đó mình mong cho mình được trơn trôi, được thuận lại. Thì sao bằng mình mong cái tâm của mình là khi có gặp kẹt xe thì mình vẫn vui, khi có gõ quẹt thì mình bình tĩnh xuống mình giải quyết để nhẹ hơn. Mình cứ mong là cái cuộc đời là tốt với mình không. Trong đó mình không có mong cái lòng. Mình phải thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình thế giới bình. Đừng mong đường đời không sỏi đá, chỉ mong đủ sức để vượt qua. Cái cuộc đời này nó phiền não tùm lum đó, ở nhà phiền não, đến chùa cũng phiền não, ở đâu nó cũng phiền não. Mình mong sao cái tâm mình nó tu để mình vượt qua cái phiền não, chứ không có vụ chạy trốn mà. Chạy trốn nguy hiểm lắm, tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa còn té dữ nữa. Thế nhà phiền não quá chạy vô chùa còn phiền não hơn. Ví dụ vậy. Cho nên đó là đừng mong đường đời không sỏi đá. Đừng mong thế gian này không có phiền não, phiền não ở đâu cũng có đó. Trong chùa, ngoài chùa, trước cổng có đủ. Mình mong cho mình là gì? Đủ cái tu lực. Đủ cái sức để mà vượt qua những cái phiền não đó. Rồi nhiều khi mình lấy phiền não đó mình làm động lực đó. Muốn thành công phải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn. Đem đau thương để tôi luyện tâm hồn. Một lần ngã để bao lần vững bước.
vững tay lái cho thiền con vượt biển, chắc tay cương cho ngựa nhỏ băng ngàn. Qua khó khăn với khổ ải lầm than, ta tin tưởng một ngày mai tươi sáng. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng giải đôi lần. Thép đã luyện tôi thế đấy, lửa thử vàng gian năng thử sức, phiền não thử lòng người tu. Bây giờ quý vị tu, quý vị nói quý vị an lạc, có pháp trong người rồi, mà đụng tới đâu sân si đến đó. Vậy thì đâu có tu, đâu có chút nào mà công lực đâu. Lâu nay vô đây tu trì hình như là cũng bỏ qua hết. Hãy làm sao mà đụng nghịch cảnh đó, mà vượt qua được. Có một bài thơ của ông chồng làm cho bà vợ, chúng tôi thấy nó hay hay trên mạng á. Sẵn đây chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ông này ông viết thì với cái ý gì chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi thấy ông có cái ý, cái câu cuối cùng mà là ông tu. Ông lấy bà vợ về thời gian, cái ông ngồi ông ngẫm viết cái bài thơ. Ông viết mà thấy có lý lắm. Ông viết đầu tiên câu thứ nhất là: vợ tôi nó giữ như chằng hèn chi lúc trước chẳng thằng nào thương. Hay quá. Ông mày thương, ông mới thương chứ còn khác thương sao ông thương được. Mới quen cũng thấy bình thường, bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui. Chắc tại hồi đó tôi đuôi, hay là tại số tôi xui không chừng. Nghĩ tới bực phát muốn khùng, tối ngày nhằn riết lung bung cái lỗ tai. Riết rồi cái mặt tôi chai, giả đò như điếc không hay biết gì. Thích nhằn thì cứ nhằn đi, ông không để ý làm chi cho phiền. Thì cuối cùng cái người mà tu được là ai? Là ông chồng. Ông chồng. Bây giờ mới nhằn quá đi mà ông tu được. Cho nên ổng mà ổng đòi đi vô chùa ông tu, bà nói sao không? Ở với em thì cũng là tu. Nếu không anh chỉ tu mù mà thôi. Em mà buồn quá qua đời thì anh có thể yên lòng để tu không? Tức là ở với bà chịu đựng được cái bà cũng là tu á. Tu. Cái đó cho tu hú. Tức là ở với bà gây phiền não như vậy, mỗi ngày luôn mà vẫn an nhiên niệm Phật, công lực dạt dào, nội lực thâm hậu, thấy không? À, bà nhằn từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, chút nhằn chuyện này, nhằn chuyện kia nhằn. Ông trơ gan cùng tới nguyệt luôn. Ông đạt đến gọi là cảnh giới, gọi là tam tịnh nhục rồi, không thấy, không nghe, không nghi luôn. Tức là tỉnh bơ, vậy là mới tụng. Chứ bây giờ ta nói là anh hùng là cái thời chiến á, thì mới có anh hùng. Bây giờ cái thời bình á, mình mặc áo giáp, mình đeo gươm, đeo kiếm, đeo dồ vô, rồi mình tự vỗ ngực xưng tên, mình anh hùng, mà tới khi giặc tới cái mình chạy vô trong mình núp. Vậy có phải anh hùng không? Không. Thời chiến trận mình lao ra ngoài trận địa, mình đối đầu với giặc á, mình chống giặc á, mình không sợ chết á, rồi mình mới là anh hùng. Còn bây giờ mà thời bình mặc giáp vô, rồi đeo gươm vô, rồi đứng trong thành quách kính cổng cao tường đó, mình anh hùng lắm. Cho nên nó có một câu cũng hay vui là: nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba mới tu chùa. Cho nên quý vị ở nhà quý vị tu được, quý vị giỏi hơn sư. Hôm nay quý nhà có vợ, có chồng, có con, có cái, phiền não trùng trùng điệp điệp, đúng không? Trong chùa nó cũng bớt đi một chút vướng bận rồi, vướng bận vợ con cái rồi. Còn quý vị là ở chốn bụi hồng, còn quý vị tu được nó mới ghê. Cái dạng gọi là lỡ sanh vào chốn bụi hồng rồi thì xin đi hết một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng rồi thì xin hãy sống đẹp lòng đôi bên. Bây giờ lỡ vô đó rồi mà tu được mới là quý. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là vui là được Hòa Thượng trụ trì cho chánh định một cái duyên, được trở về đây ngay cái khóa tu khai mạc mở hàng. Hy vọng mở hàng ở đắt. Tháng sau chúng ta tiếp tục tu nữa, chứ để tháng sau cái nghỉ Covid nữa cái là không hên. Hòa Thượng đã cho chánh định một cái khoảng không gian thời gian vô cùng tuyệt vời và đầy cảm xúc, được gặp gỡ Phật tử ở thành phố Cần Thơ để chia sẻ một cái bài pháp. Mong rằng bài pháp này mang đến nhiều cái lợi lạc cho quý vị trên cái con đường tu tập.
Chúng con xin niệm ăn Hòa Thượng, kính chúc Hòa Thượng cùng chư Tôn Đức Tăng cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử sức khỏe dồi dào, thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.